Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Buổi sáng ngày hôm nay ngày 16 tháng 9 này. Đấy, thì hôm nay chúng tôi cũng có một chuyến hàng bao gồm một bộ trường kỷ này, một bộ đồ thờ cho khách hàng các bạn. Thì hôm nay chúng tôi phải đi từ rất là sớm, đi từ 6 giờ sáng đây. Thì đây là cánh đồng ở đầu làng tôi đây, mọi người này, cánh đồng này. Hôm nay đi rất là sớm nên là được hít thở cái không khí rất là trong lành vào buổi sáng nhá. Chưa thấy cái mặt trời đâu cả. Rất là sớm, 16 giờ sáng thôi. Đây có lác đác là vài em nhỏ học sinh đang bắt đầu đi học đây. Đó. Thì tiếp theo đây là cái đoạn đường chúng tôi đi lên Hạ Hòa các bạn ạ. Đây là con đường từ cầu Hạ Hòa đi vào xã Ấm Hạ Ấm Thượng. Đấy, các bác nào ở Hạ Hòa thì có lẽ là rất là quen thuộc con đường này rồi. Đó. Hai bên rừng cây. Thì chắc là khoảng tầm bây giờ là 9 giờ sáng rồi. Thì chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà bác Thắng Nguyệt đây. Đấy, các bác hơi ngại lên hình một chút. Đấy, thì chúng tôi có lắp đặt xong đây cái sản phẩm là bộ phòng thờ, sập thờ cũng như là bộ cuốn thư câu đối. Thì cái sản phẩm này gia đình cũng đặt một thời gian rồi, hôm nay chúng tôi là hoàn thiện xong và đến bàn giao gia đình. Đây, tôi quay lại một chút hình ảnh làm kỷ niệm với gia đình nhé. Các bạn có thể thấy hình ảnh tổng thể của sản phẩm đây. Thì cũng giới thiệu một chút là cái bộ sập thờ này nó có kích thước là 1m97, kích thước phổ thông, cao 1m17 và sâu 107 và chuẩn kích thước cho các sản phẩm đồ thờ. Toàn bộ phần dạ của chúng tôi là đục chạm là tứ linh, là long ly quy phượng, như là phần đầu của phù đây được chạm rất là kênh bong sắc nổi nhé. Bên này có hình tượng là rồng và rùa đó, bên này thì hình tượng là phượng và ly, đủ bộ tứ luôn mọi người nhé, đủ bộ tứ long ly quy phượng luôn đó. Bên trên này thì là bộ cuốn thư câu đối bằng cũng bằng chất liệu gỗ mít tạng, cuốn thư câu đối mẫu phượng hóa. Đây, những phần chữ này thì bên xưởng ở nhà tôi là thiếp vàng hết nhé, thiếp vàng hết nhìn rất là nổi bật. Đây, rồi hình ảnh tổng thể của bộ đồ thờ đây. Và sau khi lắp đặt hoàn thiện xong cái bộ đồ thờ cho khách hàng ở tại xã Yên Kỳ này, xã Yên Kỳ huyện Hạ Hòa này, thì chúng tôi cũng tạm biệt và chia tay gia đình để tiếp tục lên đường. Thì chúng tôi đã quay trở lại cái con đường cũ này, quay trở lại cầu Hạ Hòa, quay trở về xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa nhé, xã Bằng Giã. Thì đây hiện tại xe chúng tôi là đang tiến vào sân đây. Đây, một ngôi nhà nhỏ xinh xinh nữa này, lại một ngôi nhà nhỏ xinh xinh nữa. Thì chúng tôi cũng tiếp tục là bàn giao cho gia đình khách hàng thứ hai là một bộ trường kỷ gỗ lim. Bộ trường kỷ gỗ lim thì cũng vừa vào không gian phòng khách luôn, bộ trường kỷ gỗ lim nhỏ đây. Cái sản phẩm nó một chút bụi, chúng tôi vừa trên xe xuống nên là hơi bụi các bạn. Đó, ok, rất cảm ơn mọi người nha, mọi người đã theo dõi hành trình giao hàng của chúng tôi. Rồi, ngày 16 tháng 9 năm 2021. Xin chào mọi người nha, chúc mọi người một ngày mới tốt lành.